Trong thế giới Record of Ragnarok tồn tại một kẻ với tôn xưng bạo quân của biển cả. Sự xuất hiện của vị thần này đã khiến cho không chỉ con người mà đến cả thần linh cũng phải khiếp sợ. Là một trong số bộ ba quái vật của thiên giới, Poseidon được biết đến là vị thần cai quản 70% bề mặt trái đất với vô số sinh vật từ Baba, BB đến những bình tôm, tướng cá dưới biển. Nghe thì chẳng khác gì với thủy tinh của Việt Nam ấy nhỉ, nhưng chỉ khác một cái là người ở trời Âu, còn một người thì không được lấy vợ, và cuộc chiến quyết định sự tồn vong của loài người. Poseidon đã thực sự cho người xem thấy thực lực của một kẻ đứng đầu đáng sợ tới mức nào, dù phải nhận thất bại trong trận chiến với loài người. Cơ mà có thật là vị thần này yếu như trong lời đồn, cái danh xưng bạo quân của biển cả, liệu có xứng đáng với ông thần này hay không? Vì sao, so với những người anh em của mình, Poseidon lại làm cho người ta thấy khiếp sợ hơn là kính trọng? Chào mừng các bạn đến với Benchy Điện Tử. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem sức mạnh của vị vua biển cả bá đạo như thế nào trong Record of Ragnarok nhé! Vị bạo chúa của biển cả. Trước khi mà nói về Poseidon trong thế giới Record of Ragnarok thì anh em hãy cùng điểm qua một vài chi tiết thú vị có liên quan tới vị thần này trong thế giới thần thoại một chút nhé. Bởi như anh em đã biết thì không phải tự nhiên mà ông được ví như là thần Zeus nơi biển cả đâu phải không nào. Poseidon được biết là con trai thứ hai của thần Cronus và nữ thần Rhea, nhưng ông đã bị chính cha của mình nuốt trọn ngay sau khi được sinh ra do lo ngại lời sấm truyền của nữ thần Gaia rằng ông sẽ bị đá đích bởi chính những đứa con của mình. Và đúng như những gì mà Gaia đã nói, Zeus đã ra tay và cứu cả bọn sau khi lật đổ chính quyền của mình để lên cai trị thế giới. Sau cuộc nổi loạn đó thì cả ba anh em đều được chia địa bàn. Trong khi Zeus có suất cai quản bầu trời, Hades cai quản địa ngục, thì Poseidon được chia cho tất cả những gì thuộc về nước, bao gồm cả đất đai và mọi sinh vật ở đó. Tuy nhiên thì trong một số dị bản, Poseidon cũng giống như thằng em của mình là Zeus. Ông được mẹ mình là nữ thần Rhea cứu bằng cách giấu ông vào trong một đàn cừu và giả vờ sinh ra một con lừa và cho Cronus ăn nó. Sau đó, Poseidon được nuôi dưỡng bởi Telchins trên đảo Rhodes. Dù có khá nhiều dị bản về sự ra đời của vị thần này, nhưng đến cuối cùng thì ông thần này vẫn được chia cho một miếng mồi ngon. Khi mà việc cai trị biển cả đã đem đến cho ông thần này cơ hội kinh doanh xuất khẩu thủy hải sản vô cùng thuận lợi. Chưa kể, bằng chính quyền năng của mình, ông có thể khiến cho việc giao thương trên biển giữa những quốc gia trở nên cực kỳ thuận lợi, hoặc cũng có thể khiến cho những kẻ xúc phạm đến thần linh phải gặp trở ngại trong suốt quá trình của mình. Với vũ khí là cây đinh ba làm nên tên tuổi, Poseidon có thể khiến biển cả nổi phong ba bão táp chỉ với một cú khua tay của mình, làm cho tất cả mọi vật đều phải rung chuyển, tạo nên những cơn sóng thần khủng khiếp, nhấn chìm vạn vật. Mạnh mẽ là thế, nhưng ông thần này cũng như những người anh em của mình nổi lên nhờ những drama như bắt vợ, so kèo với nữ thần Athena bị thua, hay trong cuộc chiến thành Troy nổi tiếng, chứ không phải nhờ sức mạnh của mình. Người ta thường nói, lắm tài thì nhiều tật, nên mặc dù quậy như vậy, nhưng với những gì mà ông đã làm được, Poseidon vẫn là một trong số những vị thần cực kỳ được lòng những người dân Hy Lạp ở thời cổ đại, bởi ông chính là người đã bảo hộ những người dân ở đó trước khi mà nữ thần Athena tiếp quản. Hiện nay chúng ta vẫn có thể tìm được những tàn tích về đền thờ của ông ở đất nước thần thoại Hy Lạp. Một nét khá đặc trưng về ngôi đền này đó là ba mặt giáp biển. Việc này cho thấy sự tôn thờ, kính trọng của người dân nơi đây với vị thần chuyên bảo hộ cho các vùng biển như Poseidon. Tại sao Poseidon là vị thần đáng sợ nhất trong Record of Ragnarok? Khác với những gì được mô tả trong những câu chuyện thần thoại Hy Lạp hay La Mã, Poseidon trong thế giới Record of Ragnarok là một thanh niên chơi đá chính hiệu với gương mặt bất cần và méo ke bố con thằng nào. Tuy nhiên thì chẳng làm giảm bớt đi độ ngầu lòi của ông thần này với một mái tóc vàng đặc trưng và một outfit hoàn toàn khác bọt với những kẻ cùng đẳng cấp. Có lẽ vì thế mà đối với những kẻ được coi là đồng loại của mình, Poseidon cũng chẳng để bọn chúng vào tầm mắt, thậm chí là còn khinh thường và gọi họ là lũ mọi rợ. Trong mắt của cả người và thần, Poseidon hiện lên là một vị thần kiêu căng, đáng sợ hay là một kẻ không thể đùa như lời của Loki. Sự kiêu ngạo này của Poseidon thậm chí còn xin chết người anh trai của mình là Adamas khi hắn ta định nhờ vả lật đổ thần Zeus. Bởi tôn chỉ của vị vua biển khơi khi là một vị thần là không kéo bầy đàn, không mưu cầu toàn tính, cũng như không cần phải dựa dẫm. Chính điều này cũng đã khiến Hades phải thừa nhận rằng Poseidon phù hợp với danh hiệu vua hơn bất cứ kẻ nào, kiêu ngạo thành thói. Thế nhưng Poseidon cũng trở thành một kẻ hoàn toàn không có cảm xúc và tàn nhẫn như trong lời đồn. Bởi trong lần xiên Adamas đó, nếu không phải Poseidon nương tay thì hẳn là Adamas đã về vườn theo đúng nghĩa đen rồi. Hơn nữa, đối với Hades, ông cũng có sự tôn trọng nhất định. Khi đó, một vị thần vẫn luôn không coi ai ra gì như Poseidon đã ngay lập tức bay xuống địa ngục sau khi biết rằng ông anh cả của mình cần nguyên cái địa ngục với một đám Titan khổng lồ để bảo kê cho mấy thằng em bèm nhau trên thiên giới mà không có bất cứ sự hỗ trợ nào. Đó cũng chính là lần đầu tiên mà ông mở miệng vàng và gọi Hades một tiếng anh trai. Điều này thể hiện sự tôn trọng duy nhất cho ông anh cả này.
sức mạnh của Poseidon. Với màn chào sân cực kỳ bá của mình, Poseidon quá xứng đáng với cái danh xưng bạo quân của biển cả. Không phải tự nhiên mà ông là một trong ba trụ cột của thần giới Hy Lạp, và cả thiên giới có thể thấy được thứ sức mạnh khủng khiếp của mình, có thể khiến bất cứ kẻ nào dám lại gần hay đụng tới thì đều sẽ có một cái kết không mấy tốt đẹp gì. Một thanh niên tiêu biểu đi đầu trong việc trộm chó bắt gà nhà, đó là Adamas. Khi ông ta đề nghị liên minh để lật đổ Zeus thì ngay lập tức đã bị lập trường và nguyên tắc của Poseidon suýt xiên chết chỉ với một đòn duy nhất, và phải nhờ tới sự tái tạo của Beelzebub mới có thể hiện hồn về làm việc dưới phe cánh của ông manh cả Hades. Về sức mạnh thể chất, ông thần này có thể coi là toàn diện về mọi mặt. Ông ta có thể dễ dàng xiên chết một vị thần và ném xác kẻ đó đi với một lực mạnh tới mức để lại một vết lõm cực lớn trên tường. Không chỉ có thế, trong trận chiến với Gojiro, Poseidon còn cho thấy tốc độ và lực đâm xuyên cực kỳ bá đạo của mình. Thậm chí nó còn có thể phá nát cây kiếm vừa được tạo ra từ Vekari của Gojiro. Hơn nữa, với tốc độ di chuyển nhanh và biến đổi linh hoạt, Poseidon dễ dàng khắc chế được khả năng dự đoán các bước di chuyển của vị kiếm sĩ tự luyện mà thành. Dù có bị đoán trước được thì cũng không thể né tránh, mà chỉ có thể toàn lực chống đỡ được nó. Ví dụ như một cơn đại hồng thủy với hàng nghìn những cú xiên và chọc của Poseidon chỉ trong một khoảnh khắc. Ngoài ra, ông ta còn sở hữu sức chịu đựng cực kỳ khủng khiếp. Dù đã bị Gojiro liên tục cắt đi hai cánh tay, nhưng vị thần này cũng chẳng đổi lấy một biểu cảm mà sử dụng luôn miệng của mình để tiếp tục tấn công đối thủ. Poseidon chỉ bị hạ gục khi mà Gojiro tung đòn kết liễu cuối cùng xẻ đôi người của vị thần này. Một khả năng khác cho thấy tại sao ông được coi là vua của biển cả, bởi Poseidon có khả năng kiểm soát tuyệt đối với mọi nguồn nước. Mình đã từng nghĩ rằng việc thay đổi sàn đấu là để phục vụ vị thần tối cao của biển cả, nhưng cuối cùng thế điếu nào mà việc thay đổi sàn đấu chỉ là để búp độ ngầu cho ông thần này mà thôi. Khi Poseidon xuất hiện và bước vào sàn đấu thì nước xung quanh sàn đấu đã dạt sang hai bên, tạo thành lối đi riêng cho ông. Ngầu là thế, nhưng việc Poseidon không sử dụng khả năng này trong trận chiến với Gojiro không biết là do không được phép sử dụng hay là do Poseidon tự tin thái quá vào khả năng gây sát thương vật lý của mình mà không dùng. Bởi như anh em đã biết thì một khi đã bay màu là chỉ có một đi không trở lại, chứ ở đấy mà ngông cuồng tự cao. Anh em nào có ý kiến thì comment phía dưới cho mình biết với nhé. Còn nếu không thì vẫn phải chờ tác giả lên tiếng xác nhận thì mới đưa ra kết luận được. Dù không sử dụng được sức mạnh thần thánh, nhưng chỉ riêng mỗi khoảng đâm chọt thôi cũng đã giúp danh tiếng của Poseidon trở nên cực kỳ đáng sợ rồi. Về kỹ năng thì Poseidon không quá chú trọng đến việc bay sao cho đẹp, múa sao cho dẻo, mà chủ yếu tập trung vào tốc độ và sức mạnh. Có thể kể đến những cú đâm ngang đầy uy lực mà Poseidon sử dụng khi tấn công Gojiro ngay từ những phút đầu của trận chiến. Nó có tên là Amphitrite, bằng cách sử dụng cây đinh ba để tung ra một loạt những cú đâm chọt liên tiếp theo hình tròn. Nó cho phép ông đẩy ngược đối thủ và tạo ra sát thương khủng khiếp. Nếu đối thủ của Poseidon không phải là một kiếm sĩ dày dặn kinh nghiệm như Gojiro thì hẳn là trận đấu đã khép lại chỉ trong một nốt nhạc rồi phải không? Nhưng không dừng lại ở đó, Poseidon lại tiếp tục sử dụng thử thách cái thần già của vị kiếm sĩ bằng một loạt những cú xiên từ trên cao. Sức mạnh của nó thậm chí còn được ví như là một cơn mưa sấm sét dội thẳng xuống đấu trường với tốc độ cực cao, tạo ra áp lực khủng khiếp khiến cho Gojiro chỉ có thể chống chịu và né tránh. Thậm chí là khi Gojiro tưởng chừng như có thể nắm thóp được vị thần này thì cũng ngay lập tức bị nhấn chìm bởi sức mạnh của thần thánh tới mức bị gãy cả thần khí. Dù đã có thể tái luyện thần khí, nhưng một lần nữa vị kiếm sĩ của nhân loại bị rơi vào thế bí khi mà những cú ra đòn của Poseidon là sử dụng toàn bộ sức lực của mình để tấn công đối thủ. Chiêu thức ấy nó đáng sợ tới nỗi được gọi với cái tên Đại Hồng Thủy, do mỗi lần ra đòn nó đều tạo ra một áp lực khủng khiếp lên Gojiro. Dù đang ở ngay trên sàn đấu, nhưng mỗi lần đòn giáng xuống là khiến cho đối phương cảm thấy như đang ở dưới đáy của biển sâu, không có cơ hội để phản kháng. Đến đây thì không thể không nhắc đến thứ vũ khí đã làm nên tên tuổi vị bạo quân của biển cả này rồi. Theo những thần thoại Hy Lạp, nguồn gốc của cây đinh ba thực chất là do các Cyclops một mắt đã rèn ra cùng với lưỡi tầm sét của Zeus. Nó cho phép vị thần này có thể hiệu triệu đại dương và kiểm soát mọi sinh vật ở biển cả. Mà đấy là khi nó trong tay của một vị thần trong thần thoại thôi. Còn trong vũ trụ Record of Ragnarok này thì ngoài đã đâm, xiên và chọt thì nó cũng chẳng có gì hơn nữa cả. Nhưng nó lại chính là biểu tượng cho sự thống trị tối cao của vị thần này. Hình dạng của cây đinh ba cũng khá là đặc trưng với ba cạnh sắc ở cuối. Và bên cạnh đó, nó còn có phụ kiện đi kèm là hai cái vây nhô ra ở cuối, thể hiện cho sự đứng đầu của tất cả mọi loài dưới biển. Với một thứ vũ khí đáng sợ như vậy và khả năng chiến đấu không phải dạng vừa của Poseidon, thế nhưng kết quả của trận đấu là không thể lường trước được khi mà chính tay Gojiro thực hiện màn múa kiếm làm Sasabi ngay trên đấu trường Valhalla, khiến cho cả người và thần đều phải ngỡ ngàng ngơ ngác. Bởi không một ai có thể tin được rằng
vị thần đầy uy tín như thế mà khi lên sàn lại có thể nhận một cái kết đắng như vậy. Trên thực tế, Kojiro khi lên sân trong trận này gần như là không có cửa thắng từ sức mạnh, tốc độ và khả năng chiến đấu hay dựng cú ra đòn, vì kiếm sĩ gần như bị out trên toàn bộ. Nhưng có thể thấy, ngay từ khi mới ra sân, Poseidon đã thể hiện sự coi thường đối với đối thủ của mình, hay là cả với những kẻ đã và đang ủng hộ mình. Đây là điều tối kỵ trong binh pháp, bởi lẽ nó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng khi quá mức tự tin vào khả năng của bản thân. Chính vì thế mà đứng trước một kẻ vừa thận trọng, vừa cố gắng không ngừng trau dồi bản thân như Kojiro, thì dù Poseidon có ra đòn như thế nào đi chăng nữa, thì Kojiro vẫn có thể tìm ra cách để vượt qua và lật kèo được. Vậy nên, nếu Poseidon biết tận dụng lợi thế của mình và tìm cách kết thúc trận đấu một cách nhanh gọn lẹ hơn, thì có lẽ kết quả đã không nghiêng về phía loài người rồi. Người ta nói ngông cuồng là đặc quyền của kẻ mạnh, nhưng nếu ta quá lạm dụng vào điều đó và chả xem bay ra gì, thì thứ mà ta nhận lại chỉ có cái kết và trường hợp đó là rơi vào Poseidon. Và đó là toàn bộ sức mạnh về vị bạo quân của biển cả. Nếu các bạn thấy hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.